Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Long TV trong phần chơi Minecraft Crazy Craft Updated. Trong tập trước thì chúng ta đã có được Miner Dream để tạo ra một cái đường hầm như thế này. Và mình đang đi vòng vòng, mình đi tìm Titanium và Uranium của bên đúng nha. Của Chaos Awakening này nè. Cái này thì cũng không có đúng lắm đâu. Cái này không cần. Chúng ta có... Không phải. Thấy uranium đó nhưng mà không phải. Thì không biết là uranium nó nấu ra có đúng hay không. Nó đâu rồi? Còn chưa lấy hả? Chưa lấy thì lấy mớ về coi thử coi làm sao. Đây uranium. Oh, mechanism. Ủa đâu phải. Uranium. Thấy không? Mặc dù là nó giống giống nhau nhưng mà nó nấu ra nó ra món khác. Rồi có làm được cái thiết ác không? Đấu được đâu thấy không? Bên kia rồi. Này nè. Uranium này tới 4 triệu EMC lận. What? Ghê. À ha. À ha. Cái cục này nó nhỏ hơn, nó giá trị hơn rất là nhiều luôn nha. Rồi nó còn một cái nữa. Đâu rồi? À cái này nè. Tiger Eye có bộ đồ tốt hơn được một chút. Đó cho nên chúng ta phải đi tìm cái món đó là vậy. Stone block. Stone block. Good shot, mining fatigue, fire starter. Có gì cất được không? Gì nữa vậy? Rồi bây giờ đi kiếm cái đó cũng mòn mỏi luôn á. Bây giờ cái cục này uranium nó chỉ xuất hiện từ tầng 20 trở xuống, 19 trở xuống thôi. 19. Mình đang ở tầng 10 ha. 8 gì đó thôi à. Cái bây giờ mình sẽ phải đi, mình đi kiếm cái món đó. Này là một cái hang khác nè. Cái đồ mà Titanium đó là một cái đồ rất là nổi tiếng rồi. Chúng ta sẽ... Mấy con đó hoài luôn mà không có rút được kinh nghiệm gì hết trơn á đó. Red End thôi. Bấm kiến cái chúng ta được chuyển đi á. Nhưng mà giờ đồ chưa có. Đừng làm liều. Đồ này nó quá dở. Gopper kìa. Bộ đập siêu thách được hả? Dưới vậy? Level mining. Đi tới chừng nào mới tìm thấy đây? Quá chừng luôn. Con kiến mà hai sao nữa chứ. Bởi vậy Impaling Block Bridge Fire Starter. Mấy cái đó không cần. Dark Rune nè. Rune Stone nè. Rồi bây giờ đi kiếm hoài không thấy luôn. Rồi sao giờ? Uranium. Tỷ lệ đúng thấp luôn á. Chúng ta lại phát hiện một cái khu như thế này. Creeper đội nón. Hạ gục cái coi. Ai cho đội nón hả Creeper? Catalyzing Clan. Rồi bỏ vô luôn đi. Hades. Hades thì cũng không có xài tới đâu. Mấy cây root này bỏ luôn cũng được nữa. Spawner cũng hơi nhiều. Bây giờ vấn đề là làm sao tìm ra được thôi. Ra được gì? Copper ọt. Cái này đem về nấu. Copper club. Ok luôn. Hiểu luôn ha. Bởi vì đào nó mới ra được cục. Nó cũng không có nhiều lắm. Để coi trong này là cái gì đây. Còn có nửa trái tim nữa kìa. Lethal damage.
và bị mất trái tim đó trước. Cái này thì không ảnh hưởng lắm. Photographer table. Mấy món đó cất đi. Con này nó kêu hoài luôn á. Cái này nghi lắm. Nhìn cái này nghi lắm. Biết mà. Nếu mà chúng ta đang là người chơi bình thường thì mình sẽ bị tấn công á. Thì mình đang ở hình dạng con play cho nên mình không có bị tấn công. Mình chém nó không xỉu thì nó mới tấn công mình. Có con dơi nữa. Chúng ta phải xác định cho được để nâng cấp bộ đồ lên cho nó xịn. Gì đây? Zombie có tên có tuổi. Ender chest. Có những cái không cần thiết. Crow serum. Red and charm. Không cần thiết. Bởi vậy đi tìm mòn mỏi luôn. Nên là có cái này nè mà còn thấy nó khó khăn như vậy đó. Diamond này giống là Tron Diamond nhiều hơn ha. Oh yeah, bên đây là Tron Diamond. Rồi bây giờ có cái này nữa nè. Có cái này nữa nè. Đáp. Cứng dữ. Nó nổ. Nãy giờ mới thấy được một cục. Ôi xém xỉu luôn. Ghê à. Xém mình đi luôn rồi. Eternal Stellar. Amethyst. Cũng có giáp Amethyst đó. Nhưng mà nó không có tốt bằng bộ đồ kia. Cái con này dính nước cái là cũng đi luôn nha. Có chưa, có chưa. Đây là tầng 20 mấy. Chỉ mới có cái này thôi, tầng 11. Tiếp tục đi soi thử. Mình đã phát hiện ra Draconium Orc. Rồi ta đập ra liền. Không cần pho trận luôn. Bởi vì nó có EMC. Từ từ bình tĩnh nha. Có những cái chúng ta có thể bỏ vô. Mấy cái này tạm thời để lên cất. Mũi tên gì này nọ. Cái này không xài nữa thì cất lên luôn thôi. Vẫn đang tiếp tục đi tìm cái phần titanium. Hô về luôn. Lại thấy nó rồi. Thấy thì lấy. Đây là nó ra Tiger Eye nè. Này cũng làm giáp được luôn nè. 825, 82.5. Và thử Netherite coi. 83. Nghĩa là nó yếu hơn chút. Yếu hơn chút nhưng mà cũng là một nâng cấp đối với mình. Thì mình có thể về và nâng cấp. Đang căng con mắt tiếp tục đi soi cái món kia. Cái này chưa có fortune. Mình muốn có titanium để mình làm fortune này nọ đó. Này có gì không? Này không có luôn à. Có không có. Ta còn mớ nữa, ta đi luôn. Đi về nhiều khi gặp rồng nha. Gặp rồng là nó rượt đã luôn á. Expertify. Nhìn tới nhìn lui. Mấy cục đó lấy về thôi chứ không có gì.
Arcane Crystal. Gì đây? Ruby. Ruby có làm gì không? Ruby. Làm áo giáp Ruby. 93. Ồ. 21.6. 100.000 EMC luôn rồi. Chơi. À đây, chắc cú. Nước đâu? Phải có nước đổ ra. Để chỗ này. Buổi tối có sấm sét hả? Căng vậy. Hai cục. Ok luôn. Hai cục nhưng mà nhờ vào EMC thì thật là thoải mái. Ao. Nói chung là đụng nước không được. Vậy thôi. Deep Lake Cove. Đây là phiên bản 1.16 thôi à, cho nên mấy cái này nó chưa có gì. Dạ chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đang ở tầng 12 thôi nhưng mà vẫn chưa thấy được cái phần đó ha. Để chuẩn bị đi về. Ta có cái rune stone nè. Để coi cây này làm ra thì nó có được gì không. Ủa cái lấy bình bát rồi. Coi vào trong kia luôn rồi. Lấy bình bát lấy ra. Mình sẽ dục cái này đi. Để có gì chúng ta ngủ tại chỗ. Xong rồi chúng ta chạy về ha. Làm cái kiếm mới xịn hơn. Đâu cái gương cái coi. Ngồi trước tấm gương sáng thấy con Blade đang cháy. Rồi biến lại thành bé Long coi. Biến hình. Quá dữ. Rồi lấy ruby đóng ra. Wow. Hào quá. Gọi là lấy ruby một đóng ra nhưng mà chỉ có 26 là vừa đủ làm cây kiếm ruby. Không có hiệu ứng gì hết. 20 sát thương. Bỏ vô trọng. Đau lòng lắm luôn nha. Làm bộ đồ một cái. Nguyên bộ. Bỏ vô học. Rồi bận lên thôi. Bộ áo giáp này màu đỏ. Và cây kiếm 20 sát thương. Bằng titanium không? Titanium. Cái này là 38, 42. 40 ultimate sword. Cần có platinum nữa hả? Chà, nãy không có lấy lá ti năm về rồi. Nhưng mà kiếm có ra đâu mà đòi 9.5 triệu. Bộ đồ này là bảo vệ đã luôn á. Mấy chục triệu EMC luôn. À là hàng triệu không à. Không phải hàng bình thường đâu. Kiếm có ra đâu. Fatalism. Có mấy con này nữa. Ghê thật. Nói chung bận bộ đồ mà đỏ này là cũng xịn rồi đó. Nó mạnh cỡ đồ Netherite ha. Cái này chắc phải xài Digital Miner quá. Digital Miner. Chỉ cần làm một lần thôi. Cho học thức. Có hết luôn. Cần cấp điện. Đáng suy nghĩ ha. Chúng ta làm điện vô, kiếm vô một cái. Có mấy cái này. Giờ phải dọn lại nữa. Khoáng sản gì này nọ, ôi tùm lum hết. Eternal Stellar nè. À, Latinum.
Ồ, platinum này nấu lên luôn đi. Platinum ọt. Nó không phải là cái chúng ta thường thấy, nhưng mà nấu vẫn được. Thì nấu lên luôn và 4.000 EMC bỏ vô. Tải này xong nghèo luôn á. Phải đi kiếm thêm rồi. Giờ chỉ còn có diamond với cái này thôi mà không có fortune. Lifesteal kìa. Rồi. Lifesteal. Wow. Lifesteal cấp độ 9 luôn. Nghẹn ngào luôn. Cấp độ 9 là hút chắc đã lắm á. Giờ tạm thời mình cho lên cấp độ 2 trước nha. Hấp cho nó đã. Nhưng mà không có fortune thôi, khó chịu ghê luôn á. Fortune ơi. Có món này nữa, mining gắt gịch. Đâu ta? Mining gắt gịch. Mining gắt gịch thì cũng tốt đó. Bây giờ chắc mình cần phải làm mining gắt gịch qua. Công thức nó không khó ha. Đi đào bằng cái này cũng được, nhưng mà mining gắt gịch thì nó quất nó fortune lên luôn. Đi đào bằng cái nào cũng được hết trơn á. Giờ không có fortune là một vấn đề thôi chứ không gì hết. Ultimate pickaxe 4 triệu. Tulip Essence. À, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đó thử kiếm trước đi. Biến lại thành quỷ lửa. Từng mấy triệu EMC luôn. Giờ còn có 160.000 EMC vậy. Hết EMC. Đâu rồi? Đi phục thù coi. Rồi, nó đâu? Giỡn mặt hả? Giỡn mặt hả? Nãy mình chém nó nổ cái cành liền luôn á. Minor fervor. Cái gì mới nói giỡn mặt hả? Chém phát nổ liền. Hỏi nó nhiều. Đâu? Nó không thấy. Còn nó không biết luôn. Trên đây. Oh, Ravager nữa. Cassandra. Ai cho chịu hồi. Cứ gắn cái Pedasso lên trên đầu. Này lấy gì? Reton Randomizer. Gravy Sen. Zinno. Mai cấp độ 2. Bỏ vô luôn. Thôi về luôn, có gì đây? Giờ chúng ta đã mạnh rồi thì chúng ta phải quay lại đây liền chứ. Power Bottle. Ui. Tấn công luôn hả? Toàn là thúi không mà, mấy con nạn heo mà. Tiếp tục Picky. Axolotl. Thấy tôi rồi, Iron Rod. Row Court.
Thấy rồi thì phải vô đây luôn em ơi. Hello. Còn ngại ngùng gì nữa. Khi chìa khóa. Lobster tâm hầm. Cho chìa khóa vô luôn. Để coi randomizer không có EMC. Chúng ta đi vòng kiểm tra cái. Có thể lấy mẫu ra bịch chơi được. Coi cái mặt của nó kìa. Cái mặt của con rabbit chơi kìa. Đâu biết gì đâu. Lấy mẫu xong rồi đó. Mấy ông dân làng. Ủa sao có mấy ông đó nữa. Hề. Hề ghê luôn. Muốn mỏi dịch thôi. Mấy tên này bắt nhốt cũng nhiều thứ đó. Còn lên cao được nữa nè. Cái này chắc mình đập mang về. Đây, một cái đồ chơi nữa. Tăng tim. Tăng tim. Đeo ở đó. Hôm nay. Wow. Cũng không có gì nhiều. Mending kìa. Có một số món không có tốt. Không có nhiều giá trị. Immunity to knockback. Mang dài vô. Tripwire hút. Cũng không có gì. Vậy thôi sao. Hố dèo luôn. Hello. Nét lợt này có rồi. Widen Stonker. Vậy là cái khu ở giữa chưa có vô nè. Khu đó có vẻ nguy hiểm. Mentor nearby ha. Ngủ luôn. Không có gì nguy hiểm thì cứ ngủ thôi. Dở vậy. Gì đây. Nó có một đường lên duy nhất thôi. Chỗ này mình mới vừa đi xong luôn. À, chúng ta có gì ở đây. Diamond kìa. Roford. Chuối tùm lum hết nè. Vàng cũng nhiều EMC nè. Enchanted Crafting Table. Tháp này có gì? Oh yeah. Đập ra. Barrel này khả năng cao là cũng không có gì. Eco Locator. $800,000 EMC. Được rồi, ta qua đầu bên kia đi. Thấy có vàng. Magic lock. Cái này nhìn tưởng gì đó. Nether Encender Priest. Mà không phải. Cái này về nấu lên nha. Về nấu lên. Chuyển ngược lại đi.
Vậy nấu lên là có được mớ EMC. Wow. Nấu gì không? Không nấu gì hết. Netherwork block. Pop netherwork. Tùm lum thứ lạ lạ. Fly. Leap. Fold. Delay. Leap. Slow. Fall. Không cần. Thật sự là không cần nữa. Baby sand, cloud in a bottle. Dirty glass shack, không cần luôn. Mình đã bay một cách thoải mái như vậy thì đâu có cần mấy cái món đó làm gì nữa. Vậy là anh ta đi khám phá một vòng xung quanh đây hết rồi đó. Nhưng mà vẫn chưa nè. Tại sao lại còn chỗ đó nữa? Chỗ đó làm sao vô? Làm sao vô? Thấy không? Thử thách. Thử thách giờ đâu khó đâu. Thật luôn mấy cái thùng này nó không có hiện lên cái kia sandpaper. À nó hiện lên cái kia để mình biết cái mình vô mình mở mình lấy. Mình không coi luôn á, nhiều khi mình bỏ qua mình không coi. Rồi coi chỗ này coi có gì, lát nữa chúng ta ra đầu bên kia. Distance. Compass. Vẫn còn nghe tiếng abacus. Lilith. Plank rune. Hình như ở đây. Không phải. Không có. Xong rồi. Vậy thì đi ra ngoài đó đi. Đi ra ngoài. Gì đây? Phòng ngủ. Phòng ngủ. Cái gì chưa có EMC thì mới lấy nha. Candy. Traveler. Goblet. Ồ, đồ này tự động chuyển sang luôn. Tự động convert sang EMC cần thiết luôn. Ghê thật. Hay thiệt, hay thiệt. Không có gì đặc biệt. Không có gì đặc biệt. Ok luôn, thôi mình đi ra được rồi đó. Chúng ta sẽ cần phải đi xuống tầng dưới để bay ra bên ngoài. Oh, sunflower kìa. Có cây xương rồng đây luôn. Không có biết. Biết rồi vô lấy rồi, khỏi đi đâu xa. Rồi thế giờ là kiểm tra nha, kiểm tra lại nha. Đường này vô làm sao? Đường này là con đường ẩn. Con đường ẩn không có đường vô. Chót lịch. Black frame class. Rồi EMC nè.
Chỗ này là lấy EMC một đống luôn. Quá đã. Đây là con đường ẩn. Nó nằm ở ngay đây. Tại sao lại không mở cửa lên cho tôi? 2.8 EMC liền. Đó, gạt cái là cái nó mở ra đó. Nhưng mà không thấy gì. Đâu để đi vòng xung quanh đó nha. Biết đâu được có những cái phòng giống như vậy. Chúng ta sẽ có rất nhiều EMC. Nó lông cù thôi. Đi vòng ngoài. Bay vô vòng trong. À lên cái bàn tiệc đó không có cái chân thỏ. Nếu có cái chân thỏ thì thật là tuyệt vời. Cái này coi rồi luôn á. À, hết luôn rồi đó. Đi xuống dưới lại cái. Xuống dưới cái bàn tiệc á. Cookie gì này nọ thôi. Cái gì lấy được thì mình đã lấy. Những cái này lấy rồi luôn. Bỏ vô thôi. Có đồng hồ. Chuông. Tài hưởng của người ta rồi. Kệ đi. Không sao. Play and clip bắt talk. Nói chung là phía trên đó nó sẽ xuất hiện thêm mấy con thì thôi. Rồi và khu này nó được dọn dẹp sạch sẽ. Lên table. Có gì ở đó. Quá dữ, quá dữ. Trời vẫn còn sáng. Mà ra đây thật sự mới là sáng. Còn mấy cái này thôi. Ok, con chim biến thành con nó được luôn. Nhưng mà cái giọt nó sẽ ít ha. Nên tùy lúc mới biến. Và chỗ này làm đẹp. Nó cũng có đường ra đường vô này nọ hết. Hiểu luôn. Vậy là trong ngày hôm nay thì mình đã đi một vòng, quét hết tất cả những gì còn sót lại. Và chúng ta cũng đã nâng cấp lên được một bộ đồ mới. Đó chính là bộ đồ bằng Ruby. Giờ để biến lại thành hình dạng bình thường một cái. Để chúng ta chiêm ngưỡng bộ đồ. Đây là Ruby Armor. Ghê gớm chưa, có được cái kiếm luôn. Và bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngay tại đây. Hẹn lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.